Xin chào các anh em. Thì các anh em đã coi cái video phần 1, mình đã nói về cái phần giao diện rồi, mà đem ra mà so sánh giao diện và cái cấu hình như thế này rất là nhiều mục để mình so sánh lắm. Thì cái phần trước là mình đã nói cho anh em coi phần đó, thì mình nghĩ là cũng đã biết sơ qua rồi. Thì phần này mình sẽ làm tìm hiểu và sâu vào bên trong để cho anh em tham khảo thêm có gì khác nữa và chức năng như thế nào không. Thì sẵn đây chắc chắn anh em coi cái video này thì một số anh em mà biết rồi hoặc là anh em xài rồi thì rõ ràng họ đâu cần hỏi và họ đâu cần coi nữa, nhưng mà một số anh em là chưa biết hoặc là chưa xài và chưa thấy, giống như mình này, mình mới thấy con này thực tế á. Thì trên mạng này mình thấy rồi, nhưng còn hình ngoài thực tế mình mới thấy à. Cho nên mình vẫn tò mò tìm hiểu nó để mình chia sẻ anh em có cái con này có tốt hay không, để mà nên có ý định mua thì mua xài và ra sao. Thì trong video này, tại vì cái video trước mình đang quay sẵn, mình quay luôn cái video tiếp theo đây, thì để anh em cho đợi mình xíu cho mình uống nước đó nha. Mình kêu lên cà phê đây mà chưa uống anh em ạ. Đây nè, cà phê mình để đây, mình nãy giờ chưa uống nè. Rồi tiếp tục, anh em đợi mình xíu nha, mình làm điếu thuốc cho nó khó không khí cái đó. Rồi quay lại vấn đề, thì mình đã uống cà phê và mình cũng làm một điếu thuốc cho nó có không khí rồi. Thì ở đây anh em coi cái video mình đã nói là đôi khi anh em muốn mua thì chắc anh em cũng tò mò là cái giá nó bao nhiêu. Tại vì đôi khi ngoài cái việc mà máy tốt, máy xịn, thì những anh em mà có điều kiện thì không khỏi cần suy nghĩ giá rồi. Đợi mình xíu anh em nha, vì có vấn đề là nó lộ trong video một chút. Mình kêu người học trò mình chỉnh xích qua đây chút nè, để cái, đúng rồi, ok vừa rồi ngay đó, ok vừa rồi, ok. Mình chỉnh học trò mình né qua chút. Hay thì qua lại anh em, thì anh em coi cái giá, mình nói cái giá này luôn, trong cái máy video luôn, cái giá của cái máy 6D Mark II này á, là nó là 32 triệu 300. Nhắc lại anh em, 32 triệu 300, hàng sách tay nha anh em. Còn hàng chính hãng thì nghe nói 39 triệu ha. Đó, anh em đã nghe rõ trong video rồi đó. Thì mình nói để anh em mà coi video đó, lúc anh em cũng tò mò có cái giá, mức giá thế nào, để có thể mình nhắm coi mình có khả năng không, mà khi mà mình muốn mua và mình có điều kiện để mua không. Đó thì cái giá như vậy anh em ha. Rồi bây giờ tiếp tục vấn đề là mình sẽ nói cái khác nhau một chút nữa. Tại vì thực sự cái máy này á, với mình thì mình mới cầm vô hồi sáng này, mình đi quay luôn chứ không có chờ đợi nữa. Vì một phần là mình đã lâu rồi, mình rất là bận, không có thời gian để mà làm video. Thì sẵn bữa nay học trò mình mua đem qua mình là mình test máy, mình làm luôn, cho nên mình cũng chưa tìm mò vô nhiều lắm. Tại vì với bản năng mình thì mình tìm vô máy thì mình không có nhiều tìm nhiều, nhưng mà mình làm video này cho anh em, đôi khi anh em cần thì anh em coi anh em biết thôi. Thì bây giờ để biết được nó thì mình coi phần 6D, mình so sánh 6D trước với lại 6D Mark II trước ha. Thì những mục này anh em đã coi phần trước rồi, giờ đến đây thì mình nói với phần nét thôi, phần nét thôi, điểm nét. Thì mình biết thứ nhất cái phần bên 6D cái điểm nét này nè anh em nè, điểm nét này nè, cái đường nét này nó biểu tượng như vậy. Còn bên này anh em đợi xíu, bấm lên cho giống nhau đó, điểm nét biểu tượng xét vô đây, ở đây nó ra điểm nét rất là nhiều đây. Rồi đặc biệt một cái nữa, khi mà bên máy 6D này là cái ô mà cái lúc mà các bạn, các anh em mà nhìn con mắt mình vô trong cái lỗ này nè, nhìn vào lỗ này thì cái điểm nét của cái nút, tức là cái biểu tượng nét á, nó nhỏ lắm, rất là nhỏ như con rùa vậy à. Nhưng bên máy 6D Mark II này nó lại cái điểm nét rất là to lắm, nó gần như nó giống như mắt ba vậy đó, cho nên nó dễ chụp, nó dễ lấy nét, dễ trúng điểm nét hơn là cái phần máy 6D đã nó hơn rồi. Thì cái máy 6D anh em, một số anh em trước cũng biết và có nhiều video cũng nói nhiều về máy 6D rồi. Thì cái phần giá thì mình không nói nữa, anh em có thể tham khảo trên mạng nếu mà coi cái giá 6D nha. Còn mình nói cái giá 6D Mark II thôi. Còn cái cấu hình nó hơi khác chỗ nào thôi. Và mình chưa so tới cái nỗi mà ISO thế nào, giờ đem ra so ISO đó nhiều thời gian lắm. Nhưng mà trước mắt thì mình nói cái này từ đó, mình có thời gian nữa thì mình lắc là mình sẽ chụp cái hình này coi luôn. Mình sẽ làm video sẵn thì mình làm luôn một lần cho anh em, thì mình tính sau. Nhưng mà mình cảm thấy đầu tiên là mình nhìn vô là mình biết cái điểm nét là khác này, mà mình mong muốn là mình thích nhất cái chỗ này. Thích nhất con 6D Mark II là cái điểm nét của nó to, cái ô này nó to. Ở đây thì biểu tượng này nó ô lớn, đi qua đây ô nhỏ bên này. Các anh em đợi mình xuống mình làm sao cho màn hình nó đứng nó lâu này. Hiện tại màn hình của mình bấm là nó tắt, nó lặn đi.
lần anh em khó coi nè. Anh em đợi tôi xuống nha. Đây, đây anh em coi cái phần bên điểm đánh nhắc bên này. Bây giờ hai cái màn hình này á, thì mình coi là cái màn hình này mình động vô nó không giữ qua bên này, nó tắt này. Cho nên bây giờ mình tạm thời mình nói về cái máy 6D Mark 2 trước đi ha. Phải ưu tiên nó tại vì nó mới cầm mới về mà. Anh em đáng chờ nha, bây giờ mình nói cho anh em hiểu ở đây một cái này cho dễ này. Thì đâu phải là anh em nào cũng được nhìn qua nhiều máy đâu. Có nhiều số anh em họ chưa thường thấy luôn. Chẳng phải nhưng mà mình anh em nào làm có quan hệ bạn bè rùng nhiều, xài nhiều, giao tiếp nhiều nơi để biết được nhiều máy. Còn có một số anh em họ đâu giao tiếp họ đâu biết nhiều máy. Thì sẵn video này anh em nào theo dõi mình thì anh em biết luôn. Bây giờ mình bấm vào đây cho anh em coi lại đi ha. Thì để thấy cái phần khác của 6D Mark 2 này như thế nào. Anh em xếp vào cái mục đơn nét. Thì giờ ở đây nó có nhiều chế độ đèn nét lắm. Thì bên 6D Mark 2 á, anh em nhấn vào cái nút này này. Đây này. Anh em chỉ qua xuống. Đây này. Mình điểm vào tay ha. Đây này 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 này. Ấn đằng cái. Ừ. Ấn đằng cái này. Rồi. Giờ từ nha. Pin hết ra sau vậy ta. Rồi lên rồi. Set vô. Anh em ấn đằng cái. Bắt đầu anh em bấm nút nhỏ nhỏ trên đây này. Nó nhảy cái phần hệ thống lên nét này. Thấy chưa? Đó, nó giống như Mark 3 vậy, nó đã lắm. Đó, sướng lắm. Thì cái 6D Mark 2 là mình theo như bản năng mình biết á, thì nó sướng như này này. Nó lợi thế điểm lên nét. Nó hơn cái thằng 6D rất là nhiều. Khi mà anh em chụp dịch vụ mà bắt khoảnh khắc thì nó dễ cho mình chỗ này. Còn bên 6D thì anh em có thể nào có kinh nghiệm thì vẫn chụp được, không vấn đề gì cả. Tại vì anh em cứ nghĩ hồi xưa mà mấy dòng máy mới, những dòng máy cao cấp nó chưa ra thì làm sao mà có chức năng được. Bây giờ không có thì phải vậy thôi. Thì những anh em khác vẫn chụp được mà. Hồi xưa anh em dùng kinh nghiệm của mình, dùng kỹ thuật kinh nghiệm của mình chụp vẫn được vậy. Nhưng mà những dòng máy hiện đại sau này nó cho hỗ trợ những cái này thì cũng đỡ cho mình nhanh hơn, chỉnh nhanh hơn thôi. Để cho mình thay đổi cái khoảnh khắc, mình bắt khoảnh khắc nhanh. Anh em coi lại cái nút này nè, anh để ý nha. Tức là ở phía trước nó có một cái bánh xe. Bánh xe đây nè. Và phía trước bánh xe này nó có một cái nút nữa. Để mình lật lại cho anh coi kỹ chút. Đây. Máy mới anh em ạ, cho nên mình không phải máy của mình. Máy học trò mày thôi. Đây anh em coi nè ha. Tức là khi anh em bấm nút này xong, anh em bấm nút nhỏ này này. Nhỏ này này. Thì nó sẽ thay đổi điểm nét. Bây giờ mình bấm lại một lần cho anh em coi đi ha. Đây là cái mục mà mình thích nhất ở 6D Mark 2 là vì nó gần ngang ngửa với Mark 3 rồi. Cái giá tiền anh em coi thì nó không có nhiều nhưng mà thay đổi được để hỗ trợ cái người xài, người tiêu dùng họ có khả năng đủ điều kiện để mua nhiều hơn. Nhưng mà giá nó cao quá thì cái người tiêu dùng sẽ ít người mua. Rồi bấm vào set nó nè, anh em thấy không? Nó thay đổi giao diện nè. Đó, nhìn đã lắm, thấy chưa? Đây. Đây là cái mà cái này thì bây giờ để rõ hơn thì bên 6D nó không có rồi, bên 6D không có và đi có Mark 3 mới giống vậy thôi. 6D anh em qua đây, đây 6D đây, bấm set, anh em đợi xíu, đừng có manh động anh em ạ, từ từ ha, rồi set, đây, anh em bấm nút này thì anh em bấm nút lên này, anh em xe bánh xe. Chứ ở trên này của 6D nó không có lúc nào hết, phải không? Không có, mình không ít cầm cho mình không có cái lúc đó, những 5D Mark 2. Thì để thay đổi giao diện nó anh em cứ việc là bấm vào đây, 6D nó khác. Set nó rồi anh em bấm vào đây, đây. Đây, khi bấm nút này thì anh em có thể xe bánh xe này nó thay đổi, di chuyển cái vùng điểm nét thôi. Đó, nó chạy qua select, automatic select, điểm nét là tự động thôi. Nó không giống như bên Mark 3 và 6D Mark 2. Đây là điểm bất lợi của 6D. Khi mà 6D Mark 2 ra thì đã chống chế làm điểm nét tương tự gần như 5D Mark 3 để cho cái người tiêu xài họ đủ điều kiện, nhiều người đủ điều kiện mua hơn. Tại vì không phải đúng hẳn là anh em nào cũng có đủ điều kiện đâu, rất là khó khăn. Bản thân mình cũng vậy thôi, rất là khó khăn khi mà mua được một cái máy mà gọi là có hỗ trợ rất là nhiều. Đó, bây giờ anh em so với Mark 3 đi thì nó sẽ có giống như là 6D Mark 2 này. Mình báo nó không có cạc. Nằm lại bên xíu. Đây. Nằm lại xíu. Nằm lại bên xíu nha. Từ. Đây anh em coi cái Mark 3 thì anh em bấm vào nút này nè. Đây bên này nè. Bấm cái nhảy lên những cái cách mà lấy nét cho mình. Cái cách lấy nét. Đây mình xe bên xe. Nên là xe bánh xe nhảy này, nhảy bên này, nó nhảy từ đây này nhảy này, lúc này này, đây nhảy này, đây nhảy những y chang như là con xe bánh xe 2 vậy đó, nhưng mà xe bánh xe 2 thì ứng vào cái nút này nó khác một chút,
khi mà mình tắt menu, mình bấm lên cái bảng này ha, bấm vào đây Q, tắt menu đi, bấm vào Q thì là mình bấm nút bên này nó hiện lên cái bảng đây, bảng mà cho mình chọn chế độ lấy nét. Đây, còn bên 6D thì nó khác một chút. 6D để coi thử nó lên, hồi nãy mình cũng chưa thử 6D nữa, bấm lên thử coi. Không cho này, không cho, bắt buộc mình nó bấm như vậy, bắt buộc bên 6D là mình bấm như vậy. Và hiện tại mình đang thấy cảm giác là thì tại vì mình cũng mới video cho nên mình cảm giác nút này nè, bấm này nó không nhảy, nó không nhảy lắm, có khi không nhảy, không nhảy lên liền, không lên liền được. Thì cái phần này mình chưa set máy nữa đây, anh em phải bấm chữ cái này xong, anh em bấm vô chữ set này nó lên cái này, anh em mới bấm đổi cái này, đổi này, đây đổi được. Còn bên Mark 3 là bấm nút này luôn, thẳng luôn, nhảy lên rồi. Là để khi mình chụp mình ấn cò vào đây một cái, xong rồi mình ấn nút này một cái thì nó sẽ lên cái cách lấy nét cho mình, thì mình bấm nút nhỏ nhỏ ở đây, nhỏ đây cũng có như trang như rằng anh em thấy rõ rồi ha. Còn đây là cái điểm thứ hai mà mình thấy là nó khác với cái sau đây cũ, và nó gần na ná với 5D Mark 3 mà mình rất là thích. Rồi thì mình nghĩ đến đây là có những điểm khác, anh em đã biết thêm điểm khác rồi, còn nhiều điểm khác nữa thì mình nghĩ chắc không cần đâu, không cần, mình tìm hiểu tới đây là đủ rồi. Mình thấy là còn phần còn lại là mình chỉ xét so sánh cái xét bit cho tay, tại vì bên này nó có hai mục này hỗ trợ thêm, hai mục hỗ trợ thêm này bit cho tay là mình chưa test hắn là cái gì hết á, tại vì anh em cũng biết mà mình cũng giống như anh em thôi, mua máy về xài thì có gì lạ mình phải trải nghiệm và mình phải test nó thì mới biết được nó như thế nào thôi, chưa có thể nào mà gọi là biết chắc chắn được, thì nó rõ ràng hơn. Mình nói là mình giống như anh em, cũng là người tiêu xài giống như anh em thôi, chứ mình không phải là nhà sản xuất máy hoặc là nhà nghiên cứu về máy. Đây trong mục này Digital Star này nó có rất là nhiều cái lệnh này nhá, đây lệnh này, còn bên Mark 3 này Digital Star, đây Digital Star của Mark 3 là nó có 4 mục thôi, còn bên này thì nó có 6 mục. Đầu tiên là mục đầu tiên của nó là đây, anh em coi mục đầu tiên nó là Subbin này, mục đầu tiên Subbin. Cái từ Subbin này á, trong cái mục Subbin nó có 3 cái ô này, tức là nó chia ra bên khác bên 5D Mark 3. 5D Mark 3 là một mục mà cái Subbin này nó chỉ là một mục và nó cho mình kéo một ô thôi. Còn bên này á là tất nhiên theo như mình cảm nhận ở đây là trong cái phần Subbin của Mark 3 này là nó có 3 cái mục phụ này. Thông số này ví dụ như ở trên hàng này là số 7, số 5 này thì nó cho mình cái phần nét theo như mình cảm nhận nó, mình chưa test, nhưng mà mình nhìn vô mình hiểu nó một chút thì cảm giác là nó cho mình tăng độ nét và giảm độ nét, tức là có chức năng giống như là làm bình da vậy đó. Tại vì ở trong mục mà này nó có 3 ô thì mình set vào đi, bây giờ mình set vào đây mình hạ cái số 7 này xuống đi, bấm vào đây cái mình hạ số 7 xuống, lên số 7 hạ đi ha. Rồi đây là cái phần hàng ở trên này là phần đọc là test gì đây. Còn dưới này phần fitness giống như là cái phần độ nét, thì bây giờ lát là mình test màu cơ, mình test da cho anh em coi mới đúng không? Thì nó có 3 ô này luôn. Trong cái mục này nó tức là nó chia ra phần subbin này, nó chia ra nó có 3 cái thông số cho mình kéo. Cho mình kéo ha. Nó khác ở bên này một ô thôi. Và cái máy cũ cũng là một ô. Thì đây là cái mà để mà nhà sản xuất làm ra một cái vấn đề là giá thành nó vừa túi tiền, nó vừa tầm cỡ mà nó có được nhiều chức năng để cho cái người tôi xài họ cảm thấy là nó hài lòng. Được cái này thì mất cái khác, chứ làm sao mà hoàn thiện tất cả mọi thứ được. Ví dụ như nếu mà Mark 3 này mà hoàn thiện có thêm những cái này nữa thì rõ ràng người ta đâu cần phải mua thêm Mark 4 làm gì nữa. Tại vì nhà sản xuất lúc nào cũng sản xuất là phải thiếu cái này thiếu cái nọ để cho người ta ra tiếp tục máy. Thì lưu tới cũng hỗ trợ lắm mà vẽ, tức là họ không có vẽ ra, vấn đề là họ sẽ nghĩ ra cách chia ra để cho cái người tôi xài họ có nhiều lựa chọn hơn. Thì theo mình nghĩ vậy, để rõ ràng hơn thì mình sẽ bấm test cơ. Thì để video sau anh em nha. Bây giờ đến đây mình xin chào tất cả anh em. Mình hẹn anh em video sau mình test 3 cái mục này cho anh em coi này, để mình so sánh này ha. Rồi, đến đây mình chào anh em một lần nữa, chào anh em Hòa. Xin cảm ơn anh em luôn. Video sau thì 2 video này mình quay liên tục và video sau mình cũng quay được sẵn, mình quay luôn. Nhưng mà anh em không thấy mình thì mình cũng nói này. Mình xin cảm ơn anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Và mình không có làm video được cho anh em coi rồi mình rất là thấy là ái ngại vấn đề này. Mong anh em thông cảm cho mình nha. Vì mình cũng đi làm kiếm cuộc sống thôi. Còn video thì mình đã nói anh em mà mình chia sẻ trong cái khả năng của mình có mà, thì mình đang thiếu nhà tài trợ và cái cho dù có nhà tài trợ đi nữa mình cũng phải đi làm, mình cũng phải đi làm để kiếm sống, cho nên mình không có điều video được. Mà mình hy vọng trong thời gian tới đây mình có nhiều anh em hỗ trợ mình và có những người bạn hỗ trợ mình những cái mục khác để mình có điều kiện mình quay video nhiều hơn cho anh em. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh em nha.